World Cup đã từ lâu trở thành giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và là điểm đến của những quốc gia xuất sắc nhất trong ngành tung cầu mỗi 4 năm một lần. Được tham dự sân chơi này luôn là niềm vinh dự to lớn và tự hào của một quốc gia, thậm chí là niềm vui không thể nào diễn tả của mỗi người dân cả nước nếu như đội bóng của họ thi đấu vượt kỳ vọng. Cảm giác có lẽ các fan bóng đá Việt Nam đã phần nào trải qua khi đội bóng con cưng đã xuất sắc vào đến vòng loại thứ 3 khu vực châu Á trước khi phải thất thủ trước những đội bóng mạnh và đẳng cấp. Tuy nhiên, đã bao giờ các bạn có câu hỏi rằng vì sao lại có sự khác biệt giữa các đội tuyển ở từng châu lục hay không? Vì sao ở châu Âu lại là châu lục chiếm suất đi World Cup nhiều nhất trên hành tinh? Châu Á và châu Đại Dương hay những châu lục khác lại thấp hơn mà còn phải thi đấu liên lục địa? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Dù chúng ta biết rằng FIFA World Cup là giải đấu dành cho tất cả quốc gia cùng nhau tranh tài, nhưng phải nói chính xác hơn rằng đó chỉ là vòng loại World Cup ở từng khu vực, nơi mà mỗi liên đoàn đều có thể thức thi đấu khác nhau nhằm chọn ra những đại diện ưu tú xứng đáng góp mặt tại World Cup, cũng chính là các trận đấu mà các fan cùng nhau đón xem trước màn hình TV mỗi 4 năm một lần. Và nhằm mang lại sự kịch tính cũng như duy trì cấp độ hấp dẫn từ trận khai mạc cho đến trận chung kết, các đội những châu lục có nền bóng đá xuất sắc hơn sẽ chiếm phần nhiều những ưu thế. Cụ thể, họ sẽ dựa trên 3 tiêu chí sau. Tổng số quốc gia tham dự vòng chung kết. Đây chắc chắn sẽ là yếu tố đầu tiên nhằm quyết định xem mỗi châu lục sẽ cần bao nhiêu đội đại diện tranh tài tại World Cup. Nếu như quay lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử diễn ra tại Uruguay, lúc đó chỉ có vỏn vẹn 13 đội bóng tham gia thi đấu. Thậm chí lúc đó, tên của mỗi bảng đấu được chia theo số thứ tự thay vì theo bảng chữ cái. Bằng cách dựa theo số đội tham gia, con số 13 này đã tạo nên ấn tượng không mấy tích cực với người châu Âu, vì theo văn hóa phương Tây, 13 là con số xui xẻo. Hơn nữa, việc chia bảng đấu cũng gây nên không ít khó khăn, với việc bảng 1 có tới 4 đội, trong khi ba bảng tiếp theo chỉ có 3 đội. Vì thế, ngay trong kỳ World Cup sau 1934, số đội đã nâng lên thành 16 và mỗi bảng đấu sẽ có 4 đội tranh tài. Con số này vẫn được giữ nguyên ở mùa bóng sau đó. Nhưng đội tuyển Áo đã rút lui vì những bê bối về chính trị khiến họ không thể tham gia kỳ World Cup được tổ chức lần thứ 2 liên tiếp ở châu Âu. Sau giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2, kỳ World Cup thứ 3 diễn ra vào năm 1950, được tổ chức với 13 đội tham gia trước đó, đã quay trở lại với con số 16. Và mãi cho đến năm 1982, với kỳ World Cup đầu tiên diễn ra tại Tây Ban Nha, số đội một lần nữa được thay đổi theo chiều hướng tăng dần. Từ 16 đội, giải đấu tại España có tới 24 quốc gia cùng nhau tranh tài. Số bảng đấu cũng thay đổi lên thành 6 bảng, từ 1 đến 6. Đó cũng là mùa giải đánh dấu một kỳ World Cup đại thắng của Ý với chức vô địch lần thứ 3. Và rồi, trong giải đấu cuối cùng của thế kỷ 20, số đội tham dự một lần nữa thay đổi thành 32 đội. Đây cũng được xem là thời điểm mà cách đặt tên cho bảng đấu được đổi theo bảng chữ cái. 32 cũng là một con số được đánh giá là hợp lý khi nó tạo số lượng suất tham gia vừa phải cũng như duy trì được thời lượng của giải đấu. Thay vì chỉ có 2 tuần như mùa giải đầu tiên, thì giờ đây người hâm mộ có thể thưởng thức các trận cầu đỉnh cao trong vòng 1 tháng. Hơn nữa, 32 đội tuyển cũng tạo nên sức cạnh tranh vừa đủ để giải đấu không vắng mặt quá nhiều anh tài. Tuy nhiên, đến kỳ World Cup 2026 cũng là kỳ World Cup đầu tiên có đến 3 quốc gia đồng đăng cai, đó là Mỹ, Mexico, Canada. Số đội tham dự một lần nữa được thay đổi. Không biết có phải thật sự là vì lý do muốn mang lại cơ hội thi đấu World Cup cho nhiều đội bóng hơn, hay với ý định gia tăng lợi nhuận của mình thông qua bản quyền truyền hình. Nhưng giải đấu vào 4 năm sau sẽ có tới 48 đội tuyển. Một con số có thể coi là rất lớn và chắc chắn những đội bóng tầm trung hoặc yếu có thể có cơ hội tham gia World Cup. Dựa vào số đội bóng trong liên đoàn. Số đội bóng trong một liên đoàn cũng đóng vai trò khá quan trọng để xác định số đội, suất góp mặt tại World Cup. Theo như những thống kê, tính đến tháng 3 năm 2022, FIFA đang quản lý 6 liên đoàn bóng đá, bao gồm châu Á, châu Phi, Bắc Trung Mỹ Caribe, Nam Mỹ, châu Đại Dương và châu Âu. Hiện tại, châu Âu đang là liên đoàn có số thành viên nhiều nhất với 55 quốc gia. Vì thế, nếu không xét vị trí thành tích, châu Âu sẽ chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong số những đội giành vé đến World Cup. Xếp ngay sau châu Âu là châu Phi với 54 quốc gia và họ sẽ là châu lục có số đội nhiều thứ hai. Cứ như thế, cho đến tất cả các liên đoàn, Nam Mỹ sẽ là thành viên có suất tham gia ít nhất khi họ chỉ có 10 thành viên. Lý do cho cách lựa chọn này cũng tương đối dễ hiểu, khi mà các quốc gia ở châu lục càng đông thành viên sẽ có tính cạnh tranh càng cao và điều ngược lại ở các quốc gia ít thành viên hơn. Hơn nữa, lý do cho cách lựa chọn này cũng tương đối dễ hiểu,
Khi mà các liên đoàn ở châu lục càng đông thành viên sẽ có tính cạnh tranh càng cao và điều ngược lại ở các liên đoàn ít thành viên hơn. Hơn nữa, những đội ở môi trường cạnh tranh cao thông thường sẽ mạnh hơn những đội châu lục ít thành viên. Từ đó sẽ tạo nên tính hấp dẫn của giải đấu. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ chính là yếu tố cuối cùng này: thành tích của các châu lục trong những mùa giải gần đó và sự áp đảo của châu Âu. Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để xác minh số lượng đội tham dự World Cup, vì nó sẽ quyết định tính hấp dẫn của giải đấu, đồng thời thỏa mãn những tín đồ bóng đá. Nếu như chúng ta để ý, vào năm 1930, chỉ có vỏn vẹn 3 châu lục tham dự là Nam Mỹ, châu Âu và Bắc Trung Mỹ Caribe. Nguyên nhân cho việc này không phải là những quốc gia khác không có nền bóng đá của riêng họ, nhưng chỉ có 3 châu lục kể trên mới chính là những nơi mà bóng đá phát triển rực rỡ nhất, đặc biệt là Nam Mỹ, với danh hiệu Olympic cách đó 2 năm của đội tuyển Uruguay. Ngoài Uruguay thì còn đó nhiều đội bóng khác của Nam Mỹ với cuộc số áp đảo như Argentina, Chile, Peru, Paraguay, Brazil, Bolivia, trong khi châu Âu chỉ có Pháp, Romania, Bỉ và tiệp khắc. Tuy nhiên, theo thời gian, khi mà bóng đá châu Âu ngày càng phát triển thịnh vượng hơn, thì số suất tham dự World Cup cũng đã có những sự thay đổi nhất định, nghiêng về phía châu Âu. Từ việc chỉ có 3 đội tham dự World Cup 1930, châu Âu giờ đây đã có đến 12 suất, tức nếu tính theo tỷ lệ thì châu Âu chiếm tới 75% số đội tham gia World Cup. Một tỷ lệ áp đảo châu lục thứ hai là Nam Mỹ, khi chỉ có Argentina và Brazil. Thậm chí con số này còn tăng lên thành 13, khi Nam Mỹ chỉ có duy nhất một Brazil. Nhưng cuối cùng, Áo đã xin rút lui khỏi giải đấu và châu Âu cũng chỉ có 12, chiếm 80% lượng suất tham dự. Thành tích đã phần nào phản ánh sự phát triển vượt bậc cũng như sự bành trướng về số lượng thành viên của bóng đá châu Âu so với phần còn lại trên thế giới. Kể từ thời điểm đó cho đến World Cup 1978, châu Âu luôn chiếm hơn 50% tổng số đội. Lấy ví dụ, ở danh hiệu quả bóng vàng, kể từ khi nó được thành lập vào năm 1956, người châu Âu đã áp đảo giải thưởng này cho đến khi George Weah phá vỡ được thành tích đó vào năm 95. Hơn nữa, mặc dù ông vua của World Cup hiện nay là Brazil với 5 lần vô địch, nhưng châu Âu là nơi quy tụ nhiều đội tuyển vô địch nhất như Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Trong khi khu vực Nam Mỹ chỉ có 3 đội bóng từng vô địch là Argentina, Brazil, Uruguay. Một tỷ lệ có thể gọi là áp đảo với các châu lục còn lại. Tuy nhiên, kể từ España 82, khi mà số đội được tăng lên thành 24, tức có 8 vị trí nữa dành cho các quốc gia, thì châu Âu lại không góp thêm bất kỳ slot nào. Những vị trí đó được dành cho châu Á, Nam Mỹ cũng như châu Đại Dương. Thế nhưng châu Âu vẫn chiếm tỷ lệ hơn 50% với 14 trên tổng số 24 đội tuyển tham dự. Tỷ lệ lớn hơn 1/2 này chỉ bị thay đổi khi số đội lại một lần nữa tăng lên thành 32 và năm 98 với 15 thành viên, tức chỉ hơn 1/3, và duy trì nó đến tận mùa giải năm nay. Điều này đã dần chứng tỏ không phải châu Âu đang suy yếu, mà là các châu lục đang dần khẳng định được sức mạnh của mình, đặc biệt là Nam Mỹ, châu Phi, khi số đội tham gia đã tăng một cách đáng kể theo thời gian. Tất cả chính là thành quả của việc nỗ lực không ngừng của các quốc gia trong việc phát triển nền bóng đá tại khu vực đó. Còn đối với châu Âu thì họ vẫn đang dậm chân tại chỗ, theo nhiều đánh giá của FIFA. Và tổng kết lại, chúng ta có các đội tham dự World Cup 2022 theo từng châu lục như sau: châu Âu 13 suất, Nam Mỹ 4 suất, châu Phi 5 suất, châu Á 4 suất và chủ nhà Qatar, Bắc Trung Mỹ và Caribe 3 suất. 2 suất còn lại cho các trận đấu playoff liên lục địa giữa những đội mạnh nhất khu vực châu Đại Dương cũng như các đội từ châu Á, Nam Mỹ và Bắc Trung Mỹ Caribe. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về tiêu chí quyết định số lượng các đội tham gia World Cup cũng như vì sao châu Âu đang chiếm suất áp đảo. Không thể phủ nhận châu Âu đang là châu lục mạnh nhất và phát triển nhất ở môn thể thao này. Hầu hết những đội tuyển, những cầu thủ mà chúng ta hâm mộ hay những giải đấu được phát trên TV đều là các giải đấu tại châu Âu. Thế nên, việc duy trì số lượng áp đảo như vậy cũng nhằm tạo sự thân thuộc với đại đa số khán giả xem bóng đá. Hy vọng rằng nền bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng có thể phát triển hơn nữa, để người hâm mộ được dịp chứng kiến các cầu thủ con cưng của mình sánh vai với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Hy vọng rằng giấc mơ cổ tích của bóng đá Việt Nam sẽ được hiện thực hóa vào World Cup 2026.